Chùa Phật Lai ở Nam Dương Lão Hòa Thượng 112 tuổi Là Pháp Sứ Hải Hiền Vãng sanh Vì chúng ta chứng minh Biểu pháp của Ngài Chính vì chúng ta làm tác chứng Chứng minh bản hội tập này là chân kinh Không phải giả dạ. Chứng minh chú dạy của lão cư sĩ Hoàng niệm tổ Niệm lão đã dùng 83 loại kinh luận 110 loại trước tá của tổ sư Đại đức Để chú dạy cho bộ kinh này Tập chú giải này, chữ chữ câu câu đều là lời Phật tổ Rất đáng tin, không vấn đề gì. Thứ ba chứng minh, chúng ta mười mấy năm gần đây, y theo kinh này, y theo chú giải này tu hành, không có sai lầm. Tôi biết, trong mười mấy năm gần đây, không ít người dựa vào bộ kinh này tu hành mà vãng sanh. Tướng lành hí hữu, nói cách khác Những người vạn sanh này Làm chứng chuyện chứng minh cho chúng ta Như hiện công lão hòa thượng Vì chúng ta chứng minh Thế giới cực là có thờ a di đà Phật cũng có thờ Tính nguyện trì danh Thật sự có thể vạn sanh Bản thân Ngài chính là Một ví dụ vô cùng tốt Vị lão nhân này Thầy A Di Đà Phật không chỉ một lần. Bạn hãy tỉ mỉ mà xem chiếc đĩa này, bạn có thể nhìn ra thiện căn phước đức của ngài thuộc hàng hí hữu, không ai có thể so sánh với ngài. Thiện căn là gì? Chính là thật thà, nghe lời thật làm. Phước đức là chân thành cung kính tâm địa thanh tịnh ngài có tham thanh tịnh bình đẳng đây là phước đớ đầy đủ điều kiện này sư phụ ngài cũng là một người rất phi phàm một pháp sư truyền giới có huệ nhãn Vừa thấy là liền chấm trúng Ngài Ngài chưa từng đi hào không biết chữ Nhưng có người thật thà Quá hiếm có rồi Người đọc sát Biết chữ rất nhiều Chưa chắc có sự thật thà Người thật thà rất khó tìm Vì thế đây gọi là pháp khí Trong Phật môn gọi là pháp khí Căng tánh chính mùi Vì sao vậy? Vì nếu Ngài chạm được tới bí quý Nhất định sẽ thành tựu Hơn nữa còn là đại thành tựu Vì thế là Hòa Thượng chỉ dạy Ngài Một câu Nam-mô-a-di-đà-phờ Bảo Ngài cứ thế mà niệm Ngài thật ngoan ngoãn Thật nghe lời Một có vật hiệu Niệm số 92 năm Nếu bạn hỏi đến công phu niệm Phật của Ngài Tôi từ chức để nhìn thấy Ngài niệm đến Lý nhất tâm bất loạn Trải qua công phu thành thiến Sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn chính là Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh. Vì thế Ngài nói Tôi cái gì cũng biết Cái gì cũng biết chính là Đã khai ngộ rồi Không khai ngộ sẽ làm không được Khai ngộ thì cái gì cũng biết Chỉ là không nói mà thôi Cả đời danh văn lợi dưỡng Chỉ là tùy nghĩ mà dùng Chưa từng làm qua kinh sám Phật sự Chưa từng làm qua bất kỳ pháp hội nào Chỉ có một câu Á Di Đà Phật niệm đến cùng Từ đầu đến cuối Đều nghe theo lời của Lão Sư Pháp môn tình độ chỉ đơn giản Dễ dàng như vậy mà thôi Ngài niệm đánh công phu thành phiến Vào khoảng thời gian nào Ngài 20 tuổi xuất gia thái độ Sư phụ trường dân ngày Pháp môn này Theo kiểu thiện căn Phúc đức như ngày Tôi ước tính 3 năm Là được công phu thành phiến Bạn xem thử xem Người đồ đệ bán nồi Của Lão Hòa Thượng Đế nhàn cũng là người không biết chữ lão hòa thượng chỉ dạy ông một câu nam mô a di đà phật bảo ông cứ một mực mà niệm người thợ bá nồi có nội thiện căn này tức là thật thà nghe lời thật làm ông niệm được ba năm đứng mà vạn sanh biết trước ngày giờ trước lúc vạn sanh một ngày ông đi thăm một số bạn bè cũ thăm hỏi thân bằng quyến thuộc Đến ngày thứ hai thì vãng sanh Không hề nói với bất kỳ ai Tự mình niệm Phật vãng sanh Không cần trợ niệm Chân thật Bất khả tư nghì Đây đều là tấm gương tốt của chúng ta Nam nữ già trẻ Hiền ngu bất tiếu chỉ cần có điều kiện này, thật thà nghe lời, thật làm, không một ai không thành tựu ba năm công phu thành phiến, liền có thể vạn sanh. Vì sao Ngài vẫn sống đến? Một trăm mười hai tuổi chứ. Hai mươi mấy tuổi, Ngài đã có năng lực vạn sanh rồi. A-di-đà Phật từ bi Nhưng không phải từ bi với Ngài Mà là từ bi với chúng ta Nên kêu Ngài biểu phá Ở lại thế gian Làm tấm gương Người niệm Phật tốt Niệm Phật cầu vãng sanh Nhất định học theo Ngài là đúng Vì thế Ngài ở lại nhiều năm như vậy Ở lại niệm Phật 90 năm Đều là thầy chúng ta làm ra tấm gương làm như vậy cho chúng ta xem Đó là một bộ kinh vô lượng thọ sống Kinh a di đà sống Tất cả đạo lý Phương pháp cảnh giới Được đề cập trong kinh Ngài đều thực hiện trong đời sống Trong công việc Làm ra cho chúng ta xem Sự việc đối người tiếp vợ Ngài đem kinh Bố Lượng Thọ vừa học vừa thực hành Học rất sống động Cho nên tôi ước tính Ngài Đắc Sự Nhất Tâm Bất Loạn Có lẽ vào khoảng năm hai mươi mấy tuổi Đắc Lý Nhất Tâm Bất Loạn Nhất định vào khoảng ba mươi mấy tuổi Đến khoảng bốn mươi tuổi Thì Đại Triệt Đại Ngộ mình tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Ngài bạn sinh vào cõi thật báo trang nghiêm Của thế giới cực lạc Tôi ước tính thọ mạng của Ngài Có lẽ chỉ có 7 mươi tuổi thôi Kéo dài đến 112 tuổi Hoàn toàn là biểu phá Biểu pháp gì? Bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư vào thời điểm này đang gặp biến cố. Rất nhiều người phản đối, rất nhiều người phê bình, rất nhiều người sau khi học lại bị thói tâm. Nghe thấy nhiều lời từ bên ngoài, không dám học nữa. Ngài chính vì đợi quyển sách này xuất hiện, quyển sách đó là nếu muốn phật pháp hơn chỉ có tăng khen tăng chính là đợi bộ sách này sách này chứng minh ba sự việc bản hội tập là chân kinh chúa giải là chánh phá không vấn đề gì y theo bộ kinh này bộ chúa giải này tu hành là chính xác không hề sai lầm Ngài định giúp chúng ta chứng minh cái này Bạn xem Ngài cầm được quyển sách này Hoan hỷ vô cùng Đại khái là a di đà Phật nói với Ngài Lúc nào con có thể vãng sanh Khi con cầm được quyển sách này Con liền có thể vãng sanh Vì thế Có bốn vị cư sĩ cầm theo Quyển sách này Đến tặng cho lão nhân gia Ngài Ngài không biết chữ Hỏi người ta sách gì vậy Họ nói quyển sách này tên là nếu muốn Phật Pháp hơn Chỉ có tăng khen tăng Ngài vừa nghe thấy Tên quyển sát Vô cùng hoan hỷ Hết sức vui mừng Lại chiếc cà xe mặt lên người Cầm sách trong tay Chủ động yêu cầu Các vị hãy chụp hình cho tôi với Ngài vì biểu cái pháp này mà tới Pháp vừa biểu xong bạn xem ba ngày sau thì ngài ra đi ngài chẳng nói với ai lỡ phật gia nói với tôi rồi lỡ phật gia sẽ đến tiếp dẫn tôi vãng sanh vì vậy chiếc đĩa này tôi khuyên chư vị đồng hào mỗi ngày xem ba lần niệm a di đà phật một vạn tiếng Chiếc đĩa này chỉ có hơn 50 phố Mỗi ngày dùng 3 tiếng Xem 3 lần Một vàng tiếng vật hiệu đại khái Khoảng 2 tiếng nữa Mỗi ngày tu hành 5 tiếng đồng hồ Không được để gián đoạn Sau 1 năm Bạn chắc chắn được sanh tình độ Nếu bạn muốn phát nguyện Tôi ở thế giới này Bằng lòng chịu hết thảy Mọi khổ nạn Thay chúng sanh khổ Tôi cũng bị phá Làm đa tấm gương tố a di đà Phật Sẽ có dài tuổi thọ cho bạn Tức là nói khi thọ mạng Của chúng ta đến rồi Phật sẽ có dài thọ mạng ra thêm Còn đức này Vô lượng vô biên Mấy tuần trước Chúng tôi có nghe ở Liêu Ninh Một bé gái 13 tuổi Niệm Phật vãng sanh Từ lúc nghe được Phật phép Đến khi vãng sanh là hai tháng 60 ngày Thật vãng sanh rồi Thấy Phật vãng sanh Mấy năm trước Chúng tôi nghe được Câu chuyện của một bé gái Mười tuổi niệm Phật vạn sanh Cháu bé mười tuổi Rất thông minh Người nhà cháu tin Phật Cha mẹ tin theo Phật Người ba nói với cháu về y chánh trang nghiêm Của thế giới cực lạc, Nên cháu một lòng hướng về đó Một nơi tốt như vậy Thật muốn đi xem thế nào Hỏi ba làm sao mới có thể đi được Người ba bèn dạy cháu Niệm a di đà Phật Cháu niệm được ba năm đến khi mười tuổi Biết trước ngày giờ không có bệnh tật Trước lúc bạn sanh một ngày Nói với ba rằng Ngày mai a di đà Phật Đến đón con về nhà Xin ba Mời những bạn bè thân thiết Của gia đình tới Xem cháu vãng sanh Ngày thứ hai thì ra đi thờ Không hề giả dạ. Là sự thật 100% Không khó đi Nhất định phải hiểu được đạo lý Lợi ích của bộ kinh Vô Lương Thọ này Chính là đến lịch sử hình thành của thế giới cực lạc Những căn cứ lý luận với phương pháp tu hành Của cõi cực lạc Cảnh giới xanh đến Tây Phương Thế giới cực lạc Giảng rõ ràng tường tận Thông suốt thấu đáo Mục đích học kinh giáo là gì? Để nhằm nhận thức được thế giới cực lạc bạn chân thật biết được tường tận rồi Bạn mới hướng về nơi đó Chân thật muốn đi Có cái ý niệm chân thật muốn đi Liền có thể đi thờ Ngẫu ích đại sư nói rất hay Có thể vạn sanh hay không Toàn do tính nguyện có hay không Ta có tính Thật sự tin tưởng Một chút hoài nghi cũng không có Ta thật muốn đi Như thế thì điều kiện vạn sanh thế giới cực lạc Liền đầy đủ Sanh đến cực lạc Phẩm vị cao hay tháp Đó là do công phu niệm Phật của chúng ta sau hay càng Chứ không phải nhiều hay ít Công phu niệm Phật sao hay càng Là bàn đến cái gì Đó là có phải bạn thật tâm niệm hay không Bạn có thật muốn Vạn xanh hay không Nếu như là thật tâm Thật muốn vạn sanh Như thế sẽ rất nhanh Thật sự là cầu được ước thấy Pháp Sư Ánh Kha Triều Tống chỉ niệm Phật Ba ngày ba đêm Liền thành công Thật như Kinh Di Đà có nói Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày Ba ngày ngày liền thành công Chúng ta niệm Phật sở dĩ Không thể vạn sanh Là do buồn không nổi Thế gian này Buồn không nổi tình chớ Buồn không nổi danh văn lợi dưỡng Chỉ cần buồn không nổi Một việc thôi Là bạn đã đi không được rồi Chuyện đồ chống sanh cũng phải bốn xạ Công phu niệm Phật của ta thành thục rồi Vậy không buồn xả là vì cái gì? Không buông xả chính vì biểu phá Bản thân chân thật nắm chắc Quyết định vạn sanh Lúc nào vạn sanh cũng được Vạn sanh tự tài Đây mới có thể Ở lại thế gian biểu phá Nếu đến việc vạn sanh của chính mình Còn có vấn đề Vậy bạn biểu cái gì đây Cái phép mà bạn biểu đó chính là niệm phật cả một đời đến sau cùng vẫn là đất lại và vòng luân hồi sáu nẻo như thế thì sai rồi sai hoàn toàn mục đích chúng ta học kinh giáo là để làm gì chính vì nhận thức. được gọi tá bà này nhận thức được tây phương thế giới cực lạc kèm theo đó nhận biết mười phương chư phật sát độ Chúng ta mới có thể chân thật chọn lựa thế giới cực lạc. Ngoài có cực lạc ra, ta chẳng muốn để nơi nào khác.